Chào quý vị các bạn, đây là khung cảnh vườn nhà Phương Ca Cơ. Và hôm nay Phương sẽ giao lưu với quý vị một phôi xanh Nam Điền rất là già. Đấy. Đây quý vị các bạn, đây là một cái phôi xanh Nam Điền cũng đã cắt giật được một nhịp rồi. Mà sướng nhất ở đây là cái độ già của nó. Đây các bạn, độ già và độ rụt của thân. Mình đang quay vào buổi sáng. Đây, thần cốt già. Nó là một cái phôi dáng lão. Đấy, và Phương đang sau này định hình ra bông bên này. Và trên này một cái bông bay ra, và đây là lấy hai bông nữa, hai bông thấp là bông hầu phía sau. Các bạn xem qua cái bộ chân bệ đấy nhá. Già. Già lắm các bạn. Chân bệ đã côn rụt. Bạn thấy già u cục, về cái độ già thì không phải bàn cãi rồi. Đấy. Già lắm, các cái chân bệ nó ốm mặt luôn. Đấy. Ông Nam Điền xịn sò. Đấy, thần đang lên địa y mốc hết rồi. Cái này tới đây lại nâng bệ lên để cắt các đầu rễ để cho nó tiếp tục nó nuôi lại, tiếp tục nó nuôi cái chân bệ và hoàn thiện cái bộ tay bông. Dự kiến tầm khoảng thời gian khoảng 3 năm sau là hoàn thiện. Đây các bạn, thân nó già, già lắm rồi. Đấy, trên này mình đang định hình lên để lấy cái cổ ngọn. Cần đây là cái bông phía sau. Đang sẽ lấy cái này. Đấy, và đây là cái cổ ngọn phía sau rồi. Sẽ bỏ cái này đi. Nó già mà nó côn cái rễ lại. Sướng lắm các bạn. Các bạn nhìn thấy cái chân bệ này, đây quay từ xa các bác xem này. Cây này thì có chiều cao một, nếu như xong hoàn chỉnh thì khoảng 80 phân. Đây. Bộ bệ em phải 8-90 các bạn nhé, vành bệ. Nhìn sướng lắm. Đấy, các bác nhìn ở trên xuống. Đấy. Để bây giờ mà kiếm được những cái phôi cốt nó già như này thì rất là hiếm đấy. Mà giá thị trường rất là cao. Đây, những cái bác chơi lâu các bác nhìn là các bác biết thân nó. Ngày xưa nó là một cây trực lắc, cắt đi chuyển thành cây lão. Thứ nhất là cái bộ chân bệ rồi cái thân nó lắc nó lượn lên. Đấy, lượn lên thành cây lão. Và thời gian nữa các khi các bông các bè mảng nó vào, nó dày hơn, nó vào đúng vị trí thì đảm bảo là một cây tiềm năng để các bác chơi.
cũng không còn thời gian thì không không còn mấy nữa là cây nó sẽ hoàn thiện các bạn. Ngoài ra vườn Phương còn một số cây đây đây, đây còn xanh Nam Điền hoàn thiện rồi đây. Đấy, một cây giáng làng Nam Điền mà lại có một bộ bộ rễ buông xuống này. Đây các bác này. Đấy. Bông bè mảng hoàn thiện. Cây chỉ việc chơi không phải làm nữa. Cây hoàn chỉnh đẹp. Đặc biệt ở vườn Phương còn một con si búp đỏ rất chất lượng, hàng hoàn thiện già đây cho các bác xem độ già nó này, thân cốt u cục, một con xanh si cổ, si cổ đây. Những cái nu cho các bác xem cái nu này. Cái nu thân mà nó nu ra thế này, nó lồi lên thế này đây ấy, vào bên trong nó đẩy ra này thì là rất là già rồi đấy, chân bậy tay cành già đến tận chi dăm không phải bàn cãi nữa. Đấy, mình giới thiệu qua cái nhà vườn nhà mình. Đấy, có những cái phôi si đang tạo tác. Đấy, một con lão to cũng sắp hoàn thiện. Một cái phôi sung quý đùn lực của 80 cm. Đấy. Đấy, mình sơ qua như thế và đây vẫn là cái tắc một lẫn là cái phôi muốn giao lưu với quý vị các bạn. Sướng nhất cái độ côn rụt già. Nếu như quý vị mà thích cây nào của Phương thì cứ alo cho Phương theo số điện thoại là 0974 299 099. Thì Phương sẽ dành thời gian nói chuyện và tâm sự, và nếu các bạn muốn thì chúng ta có thể giao lưu với nhau. Cây chào quý vị các bạn nhé.